Đổi mới hoạt động quản trị thì tăng cường sự tôn trọng, chia sẻ, lắng nghe trong nhà trường được xác định là yếu tố then chốt. Bởi chỉ khi mỗi chủ thể trong trường học như là cán bộ, giáo viên, học sinh được phát huy khả năng, nói lên tiếng nói của chính mình, nhà trường mới có thể đổi mới hoạt động một cách thực sự và bền vững. Chưa đi học chính thức nhưng hàng ngày, những học sinh này vẫn đến trường tham gia các câu lạc bộ. Làm đèn lồng tặng các học sinh tiểu học, dựng đèn ông sao trang trí trường. Các thầy cô cũng tham gia, cùng trò chuyện, thoạt nhìn như những người bạn. Tạo cho học sinh một cái môi trường học tập thân thiện và hạnh phúc. Nên thành ra là khi các em được làm việc với thầy cô là trong một cái tâm lý rất là thoải mái. Ở trường Trung học Phổ thông Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ, tôn trọng, lắng nghe học sinh là quan điểm giáo dục chung. Nhưng đến cái cấp 3 thì em cảm thấy dường như bản thân mình có thể cởi mở hơn. Mình có một người để có thể dựa vào, để chia sẻ, có người lắng nghe mình, có người thấu hiểu cho mình. Cái nội quy nhà trường trước khi ban hành thì cũng có đưa ra để cho các em học sinh tham khảo, rồi các em có thể đóng góp. Khi mà cái nội quy là chính là có sự đóng góp của các em, có sự đồng thuận của các em thì các em sẽ thực hiện nó nghiêm chỉnh. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, tỉnh Hậu Giang, tổ chuyên môn toán tin đang tranh luận sôi nổi. Khi môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt. Không chỉ học sinh mà các giáo viên đều có thể phát huy thế mạnh, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau. Lãnh đạo nhà trường hết sức phát huy cái ý kiến cá nhân của anh em. Và nếu là những ý kiến tốt thì sẽ mọi người sẽ cùng chung tay và làm thôi. Và ý kiến nào mà chưa tốt thì nhiều anh em sẽ có ý điều chỉnh. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẽ chia buồn cùng. Thước đo văn hóa trong trường học không nằm ở điểm số, mà chính ở sự đoàn kết gắn bó của tập thể, vì sự phát triển chung, vì học sinh. Nhờ vậy, tạo ra sự phát triển bền vững. Về nơi ấm êm vô cùng, ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.